về là khoảng thời gian để người người vui tươi, nhà nhà sum họp, là dịp để những em nhỏ chơi đùa tung tăng trong tà áo mới. Bên cạnh niềm vui chung ấy, vẫn còn đâu đó những mảnh đời bất hạnh, âm thầm chào đón một năm mới trong ranh giới mong manh của tử sanh. Đó là những người đang bị đau đớn bởi bệnh tật hay tai nạn. Đáng thương nhất chính là các em nhỏ, dù chưa đủ trưởng thành, nhưng các em đã phải tự mình vượt qua những khó khăn mà bệnh tật mang lại. Vì những suy nghĩ trăn trở đó, Ban Từ Thiện Chùa Hoàng Pháp kết hợp cùng với quý Phật tử gần xa, quý nhà hảo tâm đã cùng chung tay xây dựng chương trình Xuân Yêu Thương. Tổng số tiền quỹ nhận được là 219.050.000 đồng tiền mặt, cùng 700 tập truyện tranh, bài học thiếu nhi và 500 đồ chơi cho trẻ em. Trong hai ngày 17 và ngày 19 tháng 1 năm 2020, nhằm ngày 23 và ngày 25 tháng Chạp, đoàn đã đến thăm và tặng quà đến với gia đình có em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện. Trong dịp này, đoàn đã gửi tặng tổng cộng 800 phần quà với tổng số tiền 180 triệu đến với các em nhỏ tại 3 bệnh viện. Bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh 230 phần, Bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh 270 phần, Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội 300 phần. Số tiền còn lại 39.050.000 đồng sẽ được chuyển vào quỹ từ thiện của chùa cho các chuyến Phật sự tiếp theo. Xuân Yêu Thương ra đời như một sự kết nối giữa những tấm lòng vàng biết yêu thương và san sẻ, nhằm gửi những phần quà nho nhỏ đến các em nhỏ trong dịp xuân. Chương trình xin gửi lời tri ân đến sự chung tay của cộng đồng đã cùng nhau đem chút nắng ấm mùa xuân an lành, hạnh phúc đến với các em. Kính chúc quý vị cùng các em đón một năm mới thật nhiều sức khỏe, an nhiên trong cuộc sống.